Rồi, đây nhé các bác nhé. Thì em mình cũng phân hoa này, bắt đầu là giao mùa này là em cho ăn này các bác. Đấy. Thì mai em sẽ cho ông ăn. Đấy, thì là nay là em phải làm trước rồi. Đấy, đây là bột đậu nành hay bột đậu tương. Đấy bác mà đọc nhìn. Đây nha các bác nha. Thì em thì xúc mấy bát thì em cho hai cái gói tê cung bít này, phòng bệnh nó giao mùa các bác. Giao mùa thì đầu tiên là em lấy em phòng bệnh cho nó. Này hai gói nhé. Hai gói tê cung bít nha các bác nhé. Đây là tê cung bít. Đây là em phòng bệnh. Thế bây giờ chập tối rồi em mới bắt đầu em khỏa cho nó. Phòng thì cho nó ăn nhẹ đấy các bác. Bát đâu nhỉ? Bát để đâu nhỉ? Ở đây đây, cái bát này. Đây nha các bác nhá, em cho nó ăn tỷ lệ 1:1. Đây, hai cái bát này. Tại vì em cho ăn có 20 đàn đấy các bác. Mai là em cho ăn có mỗi 20 đàn. Em thêm ít. Đây là một đậu nành các bác. Đây là cho ăn phân hoa này các bác. Phân hoa thì em cho ăn 2 bát rưỡi phân hoa. Đấy. Thì là cho nó ăn như thế. Em như thường em xúc từng và một ít kia thuốc tích đẻ. Như là nghĩ giai đoạn này là phải cho nó ít đẻ. Đây đây gói là gói gọi là bê cung lách thì các bác gọi là bê cung lách cho nó dễ, tại vì nó cắt vitamin. Đấy, thì là em cho nó một ít. Đấy, có nghĩa là thường thì em chỉ đổ chừng người em trả đồng nhớ biết thì nó gọi là cốm đấy các bác. Đấy, thì em cho nó vào. Và tí nữa em đi ra em mua là bánh đây thì em mua 2 hộp sữa chua nữa. 2 hộp sữa chua nữa để cho nó nhanh tiêu hóa các bác. Thì là cái này là gọi là cái bước đầu. Để sau đó mình đổ nước làm sao cho nó giống như mình làm bánh lá đấy các bác. Mình cứ làm bánh lá làm sao thì cho nó ở vậy. Thì đây là bột đậu nành nha các bác. Bột đậu nành mới nghiền được khoảng 10 ngày. Bột đủ nữa. Em thì cái này là phải bảo quản tốt. Bắt đầu bữa hôm nay là em đi bắt đầu là hòa cho năm bữa đầu tiên mà mới 20 đàn là cách 15 cây cốm các bác. Sáng mai em mới cho nó ăn. Còn lại là bữa sau em di chuyển về thì em cứ cho ăn, rút bớt cầu em cứ cho ăn. Mai em vừa lên vừa rút cầu vừa cho nó ăn. Em mua một ít phân hoa này các bác này, 60 tổ, nhưng mà em chỉ cho ăn nó hết khoảng một ít nữa. Đây nha các bác nhé, một ít phân hoa này của đậu lành em mua có 1-6 cân. Đấy thì bây giờ em chỉ xuống cho nước vào cho nó đều, đánh tan cho nó đều các bác. Thì sáng mai em cho nó ăn thì em cũng hướng dẫn luôn. Thì bây giờ là em mới có mỗi hỏa cho nó đủ lượng. Em chỉ cho nước lọc thôi nhé các bác nhé. Đây là nước lọc. Nếu không các bác này biểu là em không đây là nước lọc nhé các bác nhé.
Còn nếu như hắn đặc quá thì em lại bỏ thêm phấn hoa với bột đậu nành vào. Đấy, có nghĩa làm sao nó sệt sệt là được. Nó rất là đơn giản như thế rồi các bác ạ. Không có gì là khó cả, không có gì là cao sang. Kỹ thuật thì nó cũng chỉ có thế thôi. Nghĩa là mình vận làm sao cho nó vừa nước là được. Ê, các bác này sáng mai các bác lại theo tiếp cái giỏi tiếp. Còn đây là sau ấy là đường này các bác. Đường thì em cho gần 3 bát. 2 bát rưỡi. Đây đường. Đó. Đường này em cho 2 bát rưỡi các bác. Nó tương đương với phấn hoa các bác. Và mật đây mật này thì em đổ thêm tí để cho nó có độ keo các bác. Mật đây là, mật của em đây em đổ nó ít vậy để cái thứ nhất là nó đỡ bị hoai thiêu. Đấy. Để sau đấy là quấy đều đi mà các bác. Đấy, các bác bây giờ lại đi theo em đến chủ trang trại để cho ăn, có nghĩa là gọi là sáng mai nhưng mà em nói là theo thế cho đến vào trang trại nhá các bác nhá. Đây các bác ơi, này là em sẽ cho ông ăn đấy các bác. Chính ra là nó phải có cái bơm thì nó nhanh hơn, nhưng mà vì là em cho nó ăn có một ít ở như đây thôi thì là em sẽ. Đây các bác này, thì cho ăn thì ta phải quấy cho nó quẹo quẹo như thế này này, như hệt là mình làm bánh lá các bác. Đấy. Thì chứ cho tại vì mới bữa đầu nên là cho nó ăn chứ 2 cẩu đấy các bác. Còn là nếu như mà thêm tí nữa thì các bác chét một tí vào cái ở như cái ván ngăn này các bác, thì một ít thôi chứ không nhiều nhiều nó ăn không hết thì đâm ra là mình lại phải đi dọn. Đấy thì chỉ cần cho ăn vậy thôi, là nếu như mà tổ này nó mà ăn nhanh đấy, nó ăn như thế các bác vừa bỏ vào mà nó ăn như như Samsung quảng cáo đây các bác này. Để kê lên trong con hắn không dính răng được. Người ta đóng thùng người ta đã tính toán, người đóng thùng người ta đã tính toán. Ô sư trùng. Chào lên à. Chào lên. À, đi đi. À, chạy à. Kín vô. Đây cái cầu bữa hôm rồi là rút ra đây các bác này. Kín, kín vô. Đấy, mặt mưa mấy bữa rồi chả còn tí mặt nào đấy, thấy không? Đây, cái cầu này là nó ấy hết rồi. Này, ông thấy là nó ăn hết đấy, cầu cháy luôn, không bẻ không biết cầu cháy luôn, thấy chưa? Ừ. Có nghĩa là mưa mấy ngày ấy là nó không còn nguồn gì nữa.
biết tí. Đây có một nguồn này. Rồi rồi. Mấy có 4 phút thôi, à mấy có 3 phút thôi. Rồi. Ông cứ đứng hơi xe xe ra một tí cũng được. À, cái tổ này đông quân nhỉ. Tổ to tổ nào nó chết thế. Hết nguồn mật rồi. Có cái mật không? Nâng cái mật không? Hết nguồn mật. Ông kem đẻ. Ông. Nâng cơ. Đẻ kém. Không đẻ như thằng nó kém. Đẻ vậy là đẻ kém rồi. Toàn nấu trừng trứng OC. Trứng OC là trứng răng. Là nó có nghĩa là trứng nó nở ra nó lên OC đấy. Nói chung là nó kém. Này mà không cho ăn cái là sau cái đợt mưa này ở cái tổ nào mà không còn trứng nhọc ấu trùng là hay bị bỏ đi à? Bỏ đi, bốc bay. Đấy, nó đơn giản có thế thôi nhưng mà không biết thì không làm được. Không biết thì lại nghĩ là khó. Nhưng mà thực ra nó rất là đơn giản. Ê, bà con mà thấy video của em hữu ích thì hãy nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất. Xin chào tạm biệt bà con.